Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, củ dền là một trong những loại củ giàu chất sắt, vitamin A, C cũng như là axit folic Được biết là một trong những loại củ quý và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe Vậy những công dụng đó của củ dền là gì? Thì mời quý vị cùng theo dõi clip dưới đây 15 công dụng từ củ dền đỏ 1. Giúp gan khỏe mạnh Sắc tố màu beta-cyanin trong củ dền đỏ có thể ngăn ngừa chứng mệt mỏi, giúp gan giải độc tạo hiệu ứng dây chuyền đến mạch máu bằng việc loại bỏ các độc tố trong gan và chống sự hình thành của các lớp mỡ. Vì vậy, nếu bạn thừa cân, hãy uống nước ép củ dền đỏ hoặc bổ sung củ dền đỏ vào thực đơn hàng ngày của bạn. Nó sẽ giúp cho chúng ta giảm cân hiệu quả. Lá và củ của cây rau dền là những chất tẩy sạch rất hiệu quả và có tác dụng bổ máu. 2. Ổn định trạng thái tinh thần Ngoài những hóa chất thực vật chất sơ, Củ dền còn chứa một hợp chất nitrogen được gọi là bataenin. Chất này được cho là có tác dụng thư giãn tinh thần vì kích thích quá trình tổng hợp serotonin, vốn là chất dẫn truyền thần kinh. 3. Ổn định huyết áp Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia bệnh viện Bath tại London và Đại học Y khoa London cho thấy, mỗi ngày uống 500ml nước ép củ dền đỏ thì sau 24 giờ sẽ có tác dụng giảm cao huyết áp rất tốt. Các nhà khoa học cho rằng, chính hàm lượng nitrate cao trong củ dền, góp phần giúp giảm huyết áp. 4. Chống đột quỵ và ngăn ngừa bệnh tim Nước củ dền đỏ đã được chứng minh là giúp giảm cao huyết áp. Nó có tác dụng đối với 25% dân số thế giới trong độ tuổi trưởng thành và là một trong những nhân tố quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch vành và bệnh đột quỵ. Hầu hết, chúng ta không thích các loại nước uống màu đỏ vào buổi sáng. Nhưng các nghiên cứu lại cho thấy rằng sẽ thật tốt cho sức khỏe nếu như bạn thêm nước ép củ dền đỏ vào trong khẩu phần ăn hàng ngày của mình. Ngoài ra, củ dền còn có chức năng hạ cholesterol, chống oxy hóa, vì vậy đây được xem là một trong những trợ thủ đắc lực trong việc bảo vệ tim mạch. 5. Ngăn ngừa trứng thiếu máu Hàm lượng chất sắt cao trong củ dền giúp tái tạo và kích thích tế bào máu, cung cấp oxy cho cơ thể. Hàm lượng chất đồng trong củ dền giúp tạo ra thêm chất sắt cho cơ thể, Củ dền là loại thực phẩm có tính bổ máu rất cao. 6. Phòng chống sơ vữa động mạch Nước ép củ dền có màu đỏ thẫm. Điều này rất tốt cho việc hòa tan những chất kết tụ canxi vô cơ mà các chất kết tụ này gây sơ cứng động mạch. 7. Cân bằng huyết áp Tất cả các tính năng chữa bệnh và dược tính của củ dền đều có hiệu quả làm cho huyết áp được trở lại bình thường, chẳng hạn như giảm huyết áp cao hoặc tăng huyết áp thấp. 8. Phòng chống giãn tĩnh mạch trong cách thức tương tự mà nước ép củ dền giúp giữ độ đàn hồi của động mạch, tiêu thụ thường xuyên nước ép củ dền còn giúp ngăn ngừa chứng giãn tính mạch. 9. Tăng cường hệ miễn dịch Các vitamin và chất dinh dưỡng trong củ dền đỏ đã được chứng minh là giúp tăng cường hệ miễn dịch cũng như chống nhiễm trùng. Dưỡng chất trong loại củ này giúp kích thích sự oxy hóa của các tế bào và kích thích sự sản sinh trong những tế bào màu mới. 10. Giúp bạn tươi trẻ hơn Củ rên đỏ chứa hợp chất beta-in giúp thúc đẩy sự sản sinh ra chất serotonin, chất tạo hứng phấn tự nhiên. Theo nghĩa đen, ăn củ rên đỏ khiến tâm trạng bạn sảng khoái, dễ tươi cười. 11. Ngăn ngừa ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy củ rên có tác dụng ngăn ngừa ung thư phổi và ung thư da. Nước ép củ rên ngăn chặn sự tụ tập trái phép của những hợp chất nitrosamines được coi là thủ phạm gây ung thư. 12. Phòng chống viêm loét dạ dày pha mật ong với nước ép củ dền, uống 2 cho đến 3 lần một tuần khi bụng đói và chúng ta nên uống thường xuyên hơn nếu cơ thể bạn làm quen được với nước ép củ dền. Nó giúp thúc đẩy quá trình lành bệnh. 13. Phòng chống táo bón. Hàm lượng cellulose giúp bài tiết được dễ dàng, uống nước ép củ dền thường xuyên sẽ giúp giảm được chứng táo bón mãn tính. 14. Chất choline trong nước ép rau dền không chỉ là bài chất độc tố ở gan một cách hiệu quả mà còn giúp bài trừ độc toàn bộ hệ thống do lạm dụng rượu quá nhiều, miễn là đã cai được nghiện rượu. 15. Phòng chống bệnh về túi mật và thận. Cùng với nước ép cà rốt, các tính năng tẩy sạch của hai loại nước ép này rất hiệu quả trong việc chữa các bệnh liên quan đến túi mật và thận. Vâng, với những công dụng mà tôi vừa kể trên của củ dền thì tôi tin chắc rằng quý vị sẽ phải dùng thử ngay đúng không ạ? Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích về củ dền kiều anh xin chào và hẹn gặp lại